Xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình đồng hành giao dịch. Chương trình được tổ chức bởi công ty cổ phần chứng khoán Verex. Thì đồng hành với chúng ta trong buổi ngày hôm nay thì xin được tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của trung vấn tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán Verex. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia trên chiến lược giao dịch. Anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của anh sẽ có ích cho các anh chị nhà đầu tư. Thì nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gồm có 3 phần chính. Đầu tiên thì Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra các quan điểm về của anh về thị trường hay là các nhóm cổ phiếu trên thị trường. Và cuối cùng sẽ là phần Q&A giải đáp thắc mắc của các anh chị khách hàng. Trước tiên thì Linh xin phép đi vào cái phần đầu tiên là phần điểm qua về cái thị trường, diễn biến thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh chị thấy ở trên màn hình thì thị trường của chúng ta trong mở cửa trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trong phiên giao dịch buổi sáng thì thị trường giao dịch khá là giằng co. Tuy nhiên thì cái áp lực bán đã bắt đầu xuất hiện từ 10 giờ và cái áp lực bán liên tiếp xuất hiện sau đó khiến cho cái chỉ số VN Index giảm và đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Đóng cửa ở mức 1.324 điểm và cái áp lực bán nó xuất hiện khá mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều, đặc biệt là từ từ bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều, và cái áp lực bán nó còn sau 2 giờ nó còn mạnh hơn. Khối lượng giao dịch của hai cây nến khung buổi chiều bị khá lớn, chứng tỏ rằng cái áp lực bán ở phiên giao dịch buổi chiều khá là mạnh trên VN Index. Còn chỉ số VN30 thì cũng thế, vì với 30 thì trong phiên sáng chúng ta thấy rằng các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không có cái áp lực quá lớn khi mà cái chỉ số VN30 đóng cửa giao dịch trong cái mức nó khá là hẹp. Tuy nhiên thì đầu phiên chiều cái chỉ số này cũng chịu cái áp lực bán chung của toàn thị trường, khiến cho cái chỉ số VN30 cũng đóng cửa ở mốc 1.390 điểm, mức thấp nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Khối lượng giao dịch trong phiên buổi chiều cũng bị cũng tăng khá mạnh, cho thấy rằng cái áp lực bán ở phiên buổi chiều cũng khá lớn. Nhìn về diễn biến trong phiên giao dịch cụ thể trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu Maxan là một cổ phiếu mà khiến cho chỉ số VN Index giảm khá mạnh, giảm mức 2,3 điểm. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác như GVR, Vietcombank, Vinhome, Vinamilk và Techcombank là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số thị trường chung giảm trên một điểm. Ở chiều ngược lại, chúng ta chỉ có hiếm hoi hai cổ phiếu mà tác động tích cực ở chiều tăng điểm cho chỉ số VN Index. Thì trong đó có cổ phiếu lớn là cổ phiếu Vietjet. Về cái thanh khoản trong phiên ngày hôm nay, chúng ta thấy được trong phiên sáng ngày hôm nay thì cái thanh khoản duy trì khá là thấp, thậm chí là còn thấp hơn so với trong ngày hôm qua. Tuy nhiên thì đến phiên buổi giao dịch buổi chiều, khi mà cái lực bán trên thị trường gia tăng thì cái mức thanh khoản này có sự tăng trưởng vượt trội so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Điều này cho thấy rằng là cái áp lực ở bán ngày hôm nay cũng khá là mạnh, đặc biệt trong phiên giao dịch buổi chiều. Về độ rộng thị trường thì trong phiên hôm nay cái độ trường ở trạng thái khá là tiêu cực, khi mà đa số thị trường là các cổ phiếu trên thị trường là đều giảm điểm, khi mà cuối phiên có đến 84% cổ phiếu là giảm điểm ở trên thị trường, 10% các cổ phiếu là tăng giá. Về giao dịch khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, tuy nhiên thì cái mức độ bán ròng cũng không quá lớn, khi bán ròng khoảng hơn 200 tỷ trong phiên ngày hôm nay, trong đó thì tập trung chủ yếu vào cổ phiếu Hòa Phát hay là một vài cổ phiếu khác, ví dụ như là Vinhome, Urbic. Và ngược chiều lại thì có mua dòng cổ phiếu Vinamilk, cổ phiếu Vinhome. Thì nhìn về cái độ rộng trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy một cái sự chiếm tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu giảm điểm, khi mà có đến 376 mã giảm, chỉ có 48 tăng và 24 mã thắng, trong đó có 48 mã cổ phiếu giảm sàn. Thì điều này cho thấy rằng là cái trong phiên ngày hôm nay cái áp lực bán ở trên nhóm cổ phiếu penny, là thấy trên của đây các cổ phiếu penny vẫn bị chốt lời, bị bán khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà đa số các cổ phiếu này đều giảm ở mức giá sàn. Bên bên cạnh đó thì hôm nay chúng ta thấy rằng là
cái nhóm cổ phiếu midcap cũng bị chốt, bị áp lực bán khá mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán, khi mà hầu hết các nhóm cổ phiếu trong nhóm ngành chứng khoán này đều giảm khá mạnh. Hay là một vài cái nhóm cổ phiếu đã tăng tích cực trước đó, ví dụ như là nhóm cổ phiếu về bất động sản, hay nhóm cổ phiếu về về đầu tư công, hay nhóm cổ phiếu phân bón, cảng biển đều bị giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Còn về chỉ số, với nhóm chỉ số VN30, trong phiên hôm nay thì có đến 24 mã cổ phiếu giảm giá và chỉ có duy nhất hai mã cổ phiếu mà giữ được cái đà tăng trong phiên ngày hôm nay. Thì điều này cũng cho thấy là cái độ rộng khá là tiêu cực ở trên trong phiếu vốn hóa lớn. Và nhìn chung thì ba cái nhóm trụ chính của chỉ số VN30, trong đó có nhóm ngân hàng phiên hôm nay cũng cũng chịu một cái áp lực bán khá mạnh. Tuy nhiên là cái mức độ biến động của những nhóm này nó cũng không quá lớn, khi mà những các cổ phiếu nó chỉ giảm khoảng tầm như ACB là gần 2%, các cổ phiếu khác như STB, Techcombank chỉ 2%, có Tiên Phong Bank ngày hôm nay bị bán khá mạnh khi mà giảm đến gần 4%, Vietcombank giảm hơn 1,5%. Trong khi đó các nhóm cổ phiếu về thực phẩm đồ uống, trong đó có Masan phiên nay là giảm khá mạnh, Masan nay giảm đến 5,2%, Sáp giảm nhẹ 0,6% và Vinamilk cũng giảm 2%. Nhóm Vingroup, trong đó có ba cổ phiếu, cả ba cổ phiếu này đều giảm. Tuy nhiên đến mức độ giảm của nhóm này cũng cũng không thực sự quá lớn. Do đó thì đa số cái áp lực bán ngày hôm nay đến từ những cổ phiếu như là Masan, Thế giới di động hay là GVR, nó khiến cho cái chỉ chung của toàn thị trường giảm khá mạnh. Nhìn về cái diễn biến thị trường sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì anh chị thấy rằng là thị trường là ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay đã quay lại test đúng cái vùng mà trước đó kiểm tra lại phiên ngày 21 tháng 9, về lại quanh cái vùng 1.000, quả chỉ số VN30 quanh 1.330 đến 1.340 điểm, và đối với chỉ số VN Index là 1.330 điểm. Thì cây nến ngày hôm nay một cây nến mà có cái biên độ giảm, cái thân nến nó khá là mạnh, kèm theo đó nó có khối lượng, cho thấy rằng cái áp lực bán trong phiên ngày hôm nay nó khá mạnh và nó đang về lại đúng cái vùng 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 hỗ trợ đã tạo ra trước đó ở cái phiên hoảng loạn ngày 21 tháng 9, cái phiên mà ảnh hưởng bởi cái thông tin tiêu cực từ thế giới. Do đó thì thị trường, nếu mà kỳ vọng thị trường có thể giữ được cái đà tích cực trong thời gian tới, thì rõ ràng thị trường phải có một cái sự phản ứng giá tích cực trở lại trong phiên giao dịch ngày ngày hôm sau. Vừa rồi thì Linh vừa điểm qua lại cái diễn biến của thị trường, thì không biết là anh Du có đánh giá gì về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Diễn biến phiên dịch hôm nay thực ra là khá bất ngờ và khá tiêu cực, thì vì trong khoảng một tuần trước ấy, ta thấy là diễn biến của thị trường đang theo hướng tích lũy khá là tích cực và đang theo xu hướng mà muốn break cái kênh giá giảm từ 7 đến nay, đúng không ạ? Đang trong một cái triangle đang hướng đang cân bằng và đang có dấu hiệu đang muốn break lên. Phiên dịch hôm nay thì có những cái diễn biến nó tương đối là tiêu cực, tại vì cái diễn biến giảm nó kéo dài từ đầu phiên đến cuối phiên, mặc dù ở đầu phiên thì chúng ta chứng kiến thị trường xanh điểm, cái tâm lý cũng khá là hào hứng. Nhưng mà cái diễn biến từ sau 10 giờ trở đi thì diễn biến của các chỉ số các cổ phiếu thì đa số đi lập những cái đáy mới, và cái mức giảm ngày hôm nay của VN Index cũng là tương đối lớn, nó không quá lớn so với những cái phiên mà giảm mạnh cách đây vài tháng, chúng ta chứng kiến là đến 3% trở lên, đúng không ạ? Có rất nhiều phiên 3% trong năm nay rồi. Và cái phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà giảm đến 9%. Thực ra nếu tính về chỉ số nó chưa quá lớn, nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái độ rộng thị trường ấy, ta nhìn đến những cái nhóm ngành bị giảm mạnh, thì hôm nay chúng ta chứng kiến rất nhiều cổ phiếu có cái mức giảm từ 5% trở lên, và cái lượng số lượng cổ phiếu mà giảm điểm nó chiếm đa số đến 80% thị trường. Trong cái đấy thì những cái phiên giảm trước đây một vài tuần trước ấy, chúng ta thấy là ngay cả cái phiên giảm mạnh ngày thứ ba tuần trước, đúng không ạ, ta vẫn thấy là có nhiều cổ phiếu, nhiều nhóm ngành vẫn phân hóa, đặc biệt là nhóm mid cap. Còn phiên giao dịch hôm nay thì nhóm penny, nhóm mid cap và ngay cả những cổ phiếu blue chip thì cũng bị giảm điểm. Nếu nhìn đến nhóm ngành, chúng ta thấy nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, nhóm dầu khí, vận tải biển, bất động sản, sắt thép hầu hết đều giảm điểm. Đây là cái dấu hiệu nhìn nó hơi hơi tiêu cực. Còn thuần về mặt kỹ thuật thì phiên nay thì nó cũng chưa cho cái tín hiệu thì nó quá quá xấu cả, bởi vì nó về cái kênh giá ngắn hạn nó đang xây được từ tháng 7 đến giờ, cuối tháng 7 đến giờ, đúng không ạ? Là cái xu hướng trong tích lũy triangle, cái mô hình tam giác cân này nó đang cuối mô hình tam giác,
thì cái việc bứt lên thì nó sẽ confirm mẫu hình lên, còn nếu mà bị vỡ xuống thì nó sẽ là cái rủi ro giá xuống. Thì mẫu hình này là mẫu hình nó thiên về xuống tăng nhiều hơn như trước rồi với các anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu nhìn thêm cả VN30 thì nó đỡ xấu hơn VN-Index, tại vì cái đoạn lên thì VN-Index thì nó khỏe hơn VN30, nhất là trong vài tháng qua khi mà nhiều cổ phiếu mid-cap và penny thì nằm bên VN-Index đúng không ạ? Đóng góp cho điểm số. Nhưng ngược lại mấy ngày nay thì khi các cổ phiếu penny với lại mid-cap bị giảm giá thì VN-Index cái tốc độ hoặc cái mức độ yếu thì yếu hơn VN30. Nhưng nay chúng ta thấy là VN30 giảm 1,4% thôi. Và nhìn VN30 thì có vẻ an toàn hơn, tại vì nó cách xa cái kênh giá một chút, tức là nó có cái dư địa để ngày mai nó chạm về và nó có những phản ứng nó nảy lên được. Còn với VN-Index thì có vẻ như hơi hơi trục hơn, bởi vì chỉ cần ngày mai xuất phiên giảm thì chúng ta sẽ chịu một cái áp lực là chỉ số bị phá mất cái kênh giá đang tích lũy đúng không ạ? Chắc có lẽ chúng ta sẽ nhìn VN30 thôi, nó sẽ phản ánh đúng hơn cái dòng tiền lớn ở trong thị trường. Thì, với VN-Index thì cái ngưỡng hỗ trợ sẽ ở mức tới VN30 nó sẽ ở mức khoảng 1410, là cái kênh giá này nó sẽ ở khoảng 1410. Tức là nếu mà phiên mai kể cả trong phiên có những cái biến động mà nó làm vỡ mức đấy và cuối phiên nó đóng trên mức đấy thì nó vẫn có cái xác suất để nó tạo hỗ trợ, giống như các cái nến mà chúng ta đã chứng kiến, và thường nó sẽ là những cái nến búa rút chân lên đúng không ạ? Và nếu mà là những cái nến búa xanh thì là những cái nến tin tưởng nhất. Tức là sao? Tức là mở cửa có thể ở mức giá thấp và trong phiên có thể xuống rất là sâu, có thể xuống cả 1.400, bởi vì cái tâm lý thị trường của nó có thể nó bi quan, nhưng mà đóng cửa phiên sẽ cao hơn mở cửa và có thể là cao nhất. Đấy là cái kịch bản lạc quan nhất nếu mà xảy ra phiên ngày mai, khi mà chỉ số chạm về đến cái kênh dưới của mô hình nó đang tích lũy. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu mà nó vỡ cái kênh xuống này và nó nằm dưới mức 1410 chẳng hạn, như nó về 1400 chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái kịch bản hơi tiêu cực cho thị trường trong ngắn hạn, tại vì như thế thì cái xu hướng giảm nó sẽ tiếp diễn. Bởi vì sau xuống giảm nó tích lũy một thời gian và nó giảm tiếp thì giảm sẽ tiếp diễn, và lúc đấy chúng ta lại phải trông chờ những cái hỗ trợ ở phía sâu hơn, tức là xem những cái đường kênh giá mà chúng ta đã giúp cho thị trường tăng trưởng từ tháng tư ngoái đến năm nay. Ta thấy có hai đường kênh giá quan trọng, thì hai cái kênh xuống trung hạn đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nối các cái đáy từ tháng 7 năm ngoái và tháng 4 năm ngoái đến các cái đáy của tháng nay đúng không ạ? Thì đâu đó nếu mà giả sử trong kịch bản xấu thì ta lại phải chờ đợi thị trường, nhất là ngưỡng 1.400 là ngưỡng hỗ trợ tâm lý, và ngưỡng kênh giá tiếp theo đấy là 1.350 điểm. Mà thực ra còn quá sớm để nói về việc đấy khi mà nó vẫn đang dao động trong cái tầm giác đúng không ạ? Nó cũng giống như cách đây một tuần chúng ta kỳ vọng nó breakout thì nó breakout lên, và có thể ngày mai ngày kia chúng ta lo ngại nó breakdown xuống thì chưa chắc nó đã breakout. Ta phải quan sát đợi kết quả của phiên ngày mai thôi. Trường luôn có những cái diễn biến nó có thể bất thường, nó khác biệt so với suy nghĩ của chúng ta đúng không ạ? VN-Index thì yếu hơn, và VN-Index thì giả sử trong trường hợp phiên mai mà bị vỡ thì lúc đấy chúng ta chờ đợi cái phản ứng ở những cái vùng kênh giá tương tự như VN30 đúng không ạ? Nó có thể là 1250, hay là giả sử như kịch bản xấu nữa nó có thể 1200. Đấy là trong những trường hợp mà rất là bi đát. Nhưng mà đấy là xây kịch bản trước thôi, còn hiện tại thì nó vẫn đang 50-50. Thì xét trong vài tuần qua thì cái diễn biến của nó là sideways trong cái mô hình tam giác. Và với trường hợp mà VN-Index ngày mai tiếp tục đóng cửa mức giảm nữa chẳng hạn, hôm nay chúng ta có cái mức thấp nhất là 1.324.99 và chỉ số đóng cửa thấp nhất phiên, thì đấy là cái tín hiệu nó hơi tiêu cực. Giả sử như ngày mai cũng là một cái phiên mà đóng cửa nến đỏ nữa và nó đóng cửa mức thấp trong phiên thì đấy là một cái diễn biến nó tương đối tiêu cực, và tất nhiên là khối lượng giao dịch nó cũng phải tương đồng hoặc là nó tăng sau phiên nay, nó sẽ confirm cái việc mà bạn vỡ kênh xuống. Tại vì với những cái phiên mà được gọi là breakout giá lên, breakout giá xuống thì thường khối lượng nó sẽ tăng so với ngày thường, còn nếu như khối lượng nó nhỏ thì ta vẫn phải chờ đợi thêm. Hiện tại chúng ta cứ coi nó là 50-50 đúng không ạ? Tại vì nó vẫn đang là sideways. Cái diễn biến ngày hôm nay thì thấy là nó không tích cực được như những cái phiên trước, tại vì ngay cả những vật coi là mạnh, ví dụ như Masan này, thế giới di động cũng bị cuốn theo. Và chúng ta thấy là vài tuần trước thì những cổ phiếu này nó vẫn ngược dòng thị trường đi lên, và nó là cái điểm tựa cho thị trường. Masan này có mức giảm 5,2%.
nhưng khối lượng này nó không quá lớn. Điểm tiêu cực là nó phá vỡ cái hỗ trợ nó vừa break out qua, thì thường các cái cổ phiếu sau khi nó break out qua các cái kháng cự nó sẽ thành hỗ trợ, ít khi nó vỡ lại. Và khi nó để vỡ lại thì nó sẽ thấy là cái quá trình break out nó bị fail rồi. Ta lại phải chờ đợi nó phản ứng lại những cái kênh, cái đường kênh giá đó, là những cái hỗ trợ mà nó nâng đỡ cổ phiếu này trong suốt thời gian qua. Massage này có vẻ vận động phù hợp với EMA 60 ngày và cái đường kênh giá của nó. Chúng ta là phải đợi phản ứng của nó đó. Và cái thế giới di động cũng thế, tức là giới di động nay là một cái phiên mà lượng bán rất biến. Và thực tế cũng chưa có gì để khẳng định đây là đỉnh của thị trường của thế giới di động cả, vì sau một hai nến thì nó cũng chưa phải là dấu hiệu xác nhận về đỉnh của thị trường. Ta phải chờ đợi thêm, tại vì với những cổ phiếu mạnh thì cái xác suất nó tạo thành hai đỉnh của nó mới rơi nó cao hơn là những cái xác suất mà tạo một đỉnh. Và những cái cổ phiếu nào có cái vùng tích lũy là vùng tích lũy và sau đấy là nó bắt đầu nó rơi. Lát tôi lấy ví dụ như mọi người, thì những cái quan ngại nó sẽ có vẻ lớn hơn là những cái cổ phiếu mà nó có những cái đỉnh nhọn. Các cổ phiếu ngành ngân hàng thì cũng rất tiếc là những cái cổ phiếu như Techcombank thì nó cũng đang ở cái chỗ mà có thể break out. Nó tích lũy rất đẹp trong tuần qua, là cái mốc 50-51 khá là đẹp để có một cái nến break out có thể thúc đẩy cả ngân hàng và điểm số thị trường. Thì Techcombank hôm nay cũng bị giảm. À, theo quan sát của Duy thì thấy là Techcombank cũng đã khỏe hầu hết thời gian giao dịch đến tận đầu phiên chiều và bắt đầu bị cuốn theo thị trường ở cuối phiên giao dịch chiều tầm 1:30 trở đi. Hay những trường hợp về công thương, thế là những cái cổ phiếu mà có cái tác động đến tâm lý thị trường yếu như phiên ngày hôm nay và nó không tạo được cái cú breakout, thì với công thương nó chỉ cần breakout qua cái giá 2.3 thì nó sẽ tạo thành cái mẫu hình hai đáy khá là đẹp và nó cũng đã breakout, nó cũng sẽ breakout ở cái kênh giá giảm cách thuyết phục để nó tạo cái điểm tựa cho nhóm ngân hàng tăng. Cổ phiếu khác ví dụ như là Vietcombank thì hôm nay cũng bị giảm, mặc dù khối lượng thì không lớn nhưng mà nó là tín hiệu xấu, đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn cái cụm đến của Vietcombank thì đây là cụm Evening Star, đúng không ạ? Là một xu hướng tăng, một nến doji và một nến đỏ tương xứng với lại một cái nến xanh trước đấy. Đây là một cái mẫu hình nó tương đối tiêu cực trong ngắn hạn cho Vietcombank. Cái điểm không ủng hộ đấy chính là khối lượng ngày hôm nay nó không quá lớn, mà nó không như thấy cái việc mà chốt lời nó mạnh mẽ. Còn nhìn chung thì các cổ phiếu hôm nay có những cái hình biến nó khá là tệ, nó khiến cho cái tâm lý thị trường nó cũng bị xáo trộn rất là nhiều. Cái cổ phiếu ngành chứng khoán cũng thế, ngành chứng khoán thì hầu hết có một cái vùng tích lũy đâu đó khoảng 2 tuần ở chỗ này rồi, và hôm nay phá vỡ cũng như VND hay SSI, tín hiệu không thực sự tích cực lắm cho nội tại thị trường. Bởi vì của thị trường thì kể cả điểm số đi xuống nó vẫn có sự phân hóa thì nó sẽ tích cực hơn, bởi vì dòng tiền nó vẫn luân chuyển từ nhóm này qua nhóm khác. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn thì sẽ thấy là có rất nhiều phiếu nó bị gãy đổ trong phiên ngày hôm nay. SSI là vỡ, anh HCM thì nó cũng chưa vỡ cái vùng tích lũy nhưng mà nó cũng đang diễn biến nó hơi tiêu cực, đang ở dưới cái kênh giá và diễn biến bằng những đến xấu ngày hôm nay, đúng không ạ? Như VCI anh thế, nó cũng là một cái cổ phiếu mà đã bị vỡ cái vùng tích lũy 2 tuần qua. Và thường những cổ phiếu nào mà có một cái vùng tích lũy càng lâu mà nó vỡ thì nó sẽ đáng ngại hơn là những cổ phiếu mà có 1-2 cái đỉnh nhọn bị rơi. Bởi vì những cái cổ phiếu mà đã có vùng tích lũy vài tuần, thậm chí vài tháng, nó cho thấy là cái quá trình phân phối nó diễn ra tương đối dài và cổ phiếu bắt đầu rơi thì nó sẽ kéo theo những cái đợt rơi nó tiếp diễn. Anh SSS chúng ta thấy là cũng bị vỡ cái mô hình tích lũy đâu đó khoảng 3-4 tuần, đúng không? 3 tuần là những cái tín hiệu nó hơi tiêu cực cho thị trường. Cả Phú Mỹ cũng thế, đúng không ạ? Là những cái cổ phiếu mà đã tích lũy từ đầu tháng 8 rồi, tức là tích lũy cả hơn 1 tháng ở đây rồi và hôm nay bắt đầu vỡ. Thường những cái đỉnh này sau này muốn vượt qua rất là khó. Tại vì những cái đỉnh nhọn nó chỉ cho thấy là cái diễn biến tâm lý nó chỉ 1-2 phiên hoảng loạn thôi. Còn một cổ phiếu đã có thời gian suy nghĩ cả tháng và nó mua bán cả tháng và cuối cùng nó chấp nhận đi theo hướng nó gãy thì nó thường là diễn biến nó cực, có đủ thời gian để người mua người bán đã gặp nhau rồi. Ngành cảng biển cũng thế, đúng không ạ? Như TMS thì cũng đã thành mô hình hai đỉnh và nó bắt đầu rơi trong hai phiên gần đây. TMS bắt đầu yếu từ tuần trước rồi, DLC, đúng không ạ? Rất nhiều cổ phiếu như này, đây là những cái tín hiệu mà nó tiêu cực với thị trường, bởi vì không còn nhiều cổ phiếu dẫn dắt cái tâm lý của dòng tiền nữa, không còn sự phân hóa nữa. Đấy là cái tín hiệu mà cá nhân Du đánh giá là nó hơi tiêu cực.
Những cổ phiếu ngành thép thì hôm nay cũng suy giảm, nhưng mức giảm thực ra nó cũng không mạnh so với mặt bằng chung và nó cũng được coi là khỏe. Ví dụ như Hòa Phát thì vẫn tham chiếu thôi, và Hòa Phát cũng khá giống Tech là cũng thanh được hầu hết trong thời gian phiên giao dịch, và nó chỉ bị quay đầu về tham chiếu ở cuối phiên thôi. Hay nhìn chung thì cá nhân Du thấy là các cổ phiếu nhóm mid cap và rất nhiều cổ phiếu các ngành thì nó bị giảm điểm, có cả khoán, bất động sản hay là phân bón, cảng biển. Đấy là những cái tín hiệu mà nó không thực sự là tích cực lắm nếu mà chúng ta nhìn được khía cạnh nội tại dòng tiền. Và đúng ra phiên hôm nay thì nếu mà thị trường giảm điểm, các cổ phiếu mid cap và penny giảm điểm nhiều mà nhóm phiếu ngành ngân hàng tăng như cho các cái phiên mà cuối tuần trước, 5-6 tuần trước, thì lúc đấy nhìn cái bối cảnh thị trường nó sẽ tích cực hơn. Tại vì như thế chúng ta đang thấy cái sự dịch chuyển của dòng tiền thì nhóm penny hay nhóm mid cap là những cổ phiếu đã tăng mạnh trong 2-3 tháng qua, trong cái đấy nhóm phiếu ngân hàng thì đã suy giảm trong 2-3 tháng qua, đúng không? Nếu cái sự dịch chuyển đấy nó diễn ra thì nhóm ngành ngân hàng nó sẽ phải vững, và những cái cổ phiếu mid cap các ngành khác và nhóm cổ phiếu penny thì ra nó không ảnh hưởng trường. Nhưng mà nếu mà mid cap penny nó giảm và các cổ phiếu như ngành ngân hàng hoặc một số cổ phiếu blue chip như Masan hay Di Động hay FPT hoặc như Hòa Phát ấy, nó vững, thì cái tâm lý chúng ta hy vọng cái sự luân chuyển của dòng tiền từ nhóm vốn hóa vừa và nhỏ sang vốn hóa lớn thì nó tích cực hơn. Nhưng phiên này thì là một phiên mà cá nhân Du đánh giá là nó cũng hơi bất ngờ và nó cũng rất là tiêu cực với cái kỳ vọng của bản thân mình, vì cái diễn biến nó với suốt cả phiên và nó diễn ra cái việc mà đóng cửa thấp nhất phiên, cái số lượng cổ phiếu giảm nó chiếm rất là nhiều và không có sự phân hóa, không có cái độ rộng thị trường quá là hẹp, vì nó không có cái mức độ phân hóa. Ít nhất cái mức độ phân hóa phải xảy ra tầm 40% trở lên thì ta kỳ vọng một cái thị trường nó cái phân hóa nó tích lũy đi lên cái mức độ phân hóa. Nhưng nếu mà tiếp tục như hôm nay thêm vào phiên ngày mai nó diễn biến tương tự thì rõ ràng chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái đợt điều chỉnh nó áp lực hơn, và những cái viễn cảnh của thị trường trong ngắn và trung hạn thì nó có thể thay đổi. Đấy là cái điều đáng ngại. Còn phiên nay thực ra nó cũng chưa làm thay đổi cái xu hướng thị trường, tại vì nó cũng như VN Index thì nó mới chạm vào cái kênh hỗ trợ, còn VN30 thì nó còn có cái khoảng cách khoảng 25 điểm, 25-30 điểm so với kênh hỗ trợ, thì nó cũng chưa có gì tệ hại lắm. Còn nếu chúng ta nhìn nội tại thị trường chúng ta thấy là nó rất là tệ. Ngay cả nhóm phiếu dầu khí thì cá nhân Du thấy là nó cũng đã vững ở 70-80% cái thời gian giao dịch trong phiên ngày hôm nay, nhưng đến cuối phiên thì cũng cuốn theo và nó cũng bắt đầu quay đầu cuối phiên. Đây là những tín hiệu nó không thực sự tích cực thị trường lắm, tại vì phải có một nhóm ngành nào đó, phải có nhóm cổ phiếu nào đấy nó đi lên, nó cân bằng cái thị trường ấy, tâm lý trường nó sẽ bớt áp lực. Còn đến cuối phiên nay thì cá nhân Du quan sát thì thấy hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực. Thì cá nhân Du nghĩ là cái phiên ngày mai sẽ là phiên rất là quan trọng để chúng ta theo dõi cái phản ứng của các chỉ số tại các cái vùng hỗ trợ, đúng không? Ta chờ đợi cái diễn biến của cuối phiên. Thường trong các cái vùng sideways thì cái quan điểm của trading thì thường chúng ta sẽ hạn chế giao dịch thôi, và giữ một cái thị trọng nó cân bằng. Ví dụ như hôm trước Du đề xuất mọi người là 50-50, tức là chúng ta có một nửa tiền và một nửa hàng để chúng ta tránh những cái biến động nó ngoài dự báo chúng ta. Thế khi nào chỉ số hay là thị trường chung hay là các cổ phiếu nó đạt cái điều kiện nó break out lên thì chúng ta có thể gia tăng thị trọng. Nhưng ngược lại nếu nó break out xuống thì chúng ta bớt động lực và chúng ta có thể phải thực hiện cắt lỗ ở những cái phiên mà nó trở lại. Bởi vì trading thì phải phụ thuộc theo diễn biến thị trường ngắn hạn. Mặc dù những cái viễn cảnh về mở cửa lại nền kinh tế hay là những cái thông tin về GDP có thể tiêu cực trong quý 3 hoặc là những cái thông tin về kết quả doanh nghiệp, thì cá nhân Du nghĩ nó đã phản ánh vào cái diễn biến giá các cổ phiếu trong 3 tháng qua rồi. Và những cổ phiếu nó được hưởng lợi nó đã tăng giá, những cổ phiếu nó bị ảnh hưởng nó cũng đã giảm giá. Cái thông tin đấy thì cá nhân Du nghĩ nó không tác động nhiều thị trường. Trong cái đấy thì hôm nay mọi người có vẻ là bàn luận nhiều về cái việc mà GDP quý 3 có thể âm cho thị trường giảm, thì cá nhân Du tác động chính thì những cái đấy nó thẩm thấu thị trường tương đối. Bây giờ mọi người đang chờ đón cái việc mở cửa để hồi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du đã trao đổi đây. Linh có câu hỏi. Cảm ơn anh Du đã đưa ra quan điểm
về thị trường để nhà đầu tư có thể cân nhắc để có đưa ra những cái hành động hợp lý trong khi giao dịch sắp tới. Đến với phần Q&A thì ở đây có rất nhiều khách hàng đã đặt ra câu hỏi. Thì anh Nguyễn Thành Long có hỏi về cổ phiếu MB và Novaland thì có vào mua vào được hay không? Thì không biết anh Du có chia sẻ gì về hai cổ phiếu này không ạ? Ngân hàng Quân đội và Novaland ạ. Thực ra nếu mà nhìn MBB chúng ta thấy là trong thời gian 3 tháng qua nó đang dao động trong một cái mô hình tam giác ấy, mà đáy bằng nhưng mà đỉnh nó đang thấp dần ấy. Thực ra với mô hình tam giác như này được coi là mô hình tam giác yếu. Tại vì những mô hình tam giác mạnh thì đỉnh nó sẽ là đỉnh bằng và đáy nó sẽ là đáy cao dần lên ấy, là tích cực hơn. Nhưng mà cùng với MB thì giả sử như chiến lược chúng ta giao dịch, chúng ta sẽ mua khi nó chạm về các cái đường các cái phiên mà nó là kênh hỗ trợ của chúng ta đang ở vùng 27 đó. Thì cái vùng này nó đã được giữ trong 3 tháng qua thì cá nhân dung như đây là một hỗ trợ tốt. Và chúng ta đặt cái kỳ vọng là sau này nó hồi phục lên lại cái đường kênh giá trên ấy, tức là giá khoảng 30 đến 31, 30.5 này đấy. Là một cái chiến lược chưa định được và chúng ta chấp nhận cắt lỗ nếu mà một phiên nào đấy nó đóng cửa vỡ cái mức giá 27 đúng không ạ? Và đây là cái tư duy theo chiết định chứ không phải là tư duy đầu tư đúng không ạ? Về đầu tư chúng ta mua theo chiều giá xuống, nhưng mà chiết định thì khi nó vỡ mô hình và nó tiêu cực chúng ta buộc phải cắt lỗ. Tức là chúng ta xác định mua ở vùng quanh 27 và giả sử chúng ta đặt cắt lỗ khoảng 8% đi, tức là chúng ta chấp nhận vỡ 27 và vỡ cả 26 chúng ta cắt lỗ. Chấp nhận được, tức là một cái rủi ro đâu đó khoảng hơn một giá và cái kỳ vọng đâu đó khoảng ba giá đó, từ 27.x lên đến 30.x, tức là cái mức độ kỳ vọng và rủi ro là ba lần thì cá nhân chúng ta chấp nhận được. Trường hợp của Novaland thì thường nó có những cái đợt sideways nó rất là dài, mình thấy là có những cái đợt sideways nó kéo dài nhiều tháng thì thường chết đinh, thì những cái đợt sideways chúng ta nên không nên tham gia, chúng ta nên đợi khi nào mà kết thúc những cái đợt sideways đấy nó và nó có những cái phiên breakout mạnh và nếu nó xanh cũng đường lớn thì chúng ta tham gia, vì cái quá trình breakout sideways này nó có thể kéo dài thêm thời gian nữa. Cổ phiếu này rất kỳ lạ, không diễn biến theo thị trường, nhưng mà nếu mua mà để sideways chúng ta không nên mua đúng không ạ? Chúng ta mua với một cái kỳ vọng nó tăng giá, thì khi nào nó có những chuyển động nó phá vỡ cái mô hình này, tức là đâu đó nó phải vượt qua 110 đúng không ạ, và khối lượng nó đột biến hơn ngày thường một chút. Ngày thường giao dịch khoảng 1,5 triệu thì trên đấy phải gấp rưỡi trở lên, 3 triệu trở lên thì ta quan tâm. Còn nếu mà mua vào bây giờ thì chúng ta sẽ bị nằm im và chờ cổ phiếu nó tăng giá, nó rất là bị động. Nhỡ trường hợp nó không breakout lên mà nó lại breakdown xuống ấy, thì chúng ta sẽ rất là áp lực và tốt nhất là nên đợi, không nên chơi định cổ phiếu này. Cảm ơn anh Du về câu trả lời cho cổ phiếu MBB và Novaland. Anh chị An có hỏi là cho mình hỏi nhận định hôm nay giảm mạnh có nguyên nhân phát sinh từ margin call nhiều không? Anh Du không biết anh Du có quan điểm gì về cái câu hỏi này không ạ? Thật ra trên thị trường thì đang có những thông tin liên quan đến việc các công ty chứng khoán thì có thể phải hạ tỷ trọng cho vay để mà cái báo cáo tài chính quý 3 nó được xấu. Đấy là cái quan điểm trên thị trường thôi. Còn cái việc mà thực hiện cái báo cáo với ủy ban chứng khoán thì hầu hết tháng nào công ty chứng khoán phải báo cáo về tình hình cho vay thôi, chứ không phải là cuối các quý đâu. Còn thêm cái thông tin chị hỏi là cái việc call margin có thể ảnh hưởng đến thị trường phiên ngày hôm nay hay không, cá nhân Du thấy là nó không có nhiều cái áp lực call margin ở tại các công ty chứng khoán, vì cái diễn biến thị trường trong vài tuần qua ở những cổ phiếu blue chip hay là mid cap thì nó ổn định thôi, không có những cái đợt giảm mạnh nào nó gây ra cái sụt giảm mạnh tài sản các nhà đầu tư. Nhưng mà với những cái nhà đầu tư mà tham gia mạnh thì trọng những cái cổ penny trong tuần trước ấy, thì với cái mức giảm 2-3 phiên sàn đến tính trên ngày hôm nay chắc chắn là nó sẽ có cái áp lực margin. Nhưng chúng ta thấy là cái tổng cái lượng giao dịch các cổ phiếu penny ở trên thị trường trên tổng giá trị giao dịch ấy, nó không quá lớn. Thật ra là cái anh Du nghĩ là nó không có đủ cái tác động để nó kéo theo các blue chip hay là mid cap giảm mạnh trên ngày hôm nay. Và đấy chủ yếu nó là cái tin đồn thôi. Còn kẻ tâm lý khi các cổ phiếu blue chip mà nó vững thì các cổ phiếu penny có giảm sàn nó không tác động đâu. Thì bởi vì cái dòng tiền vào blue chip và penny thì nó thường khác nhau. Thường các tổ chức và các cá nhân lớn, người mà có cái tiềm lực tài chính mạnh thì ta sẽ chọn blue chip. Trong khi các cổ phiếu penny nó sẽ không phù hợp. Thế nên là cái việc penny tăng trần hay giảm sàn thì cá nhân Dung nghĩ là ít khi tác động ngược lại những cổ phiếu đồng ngành hay blue chip. Và chỉ khi những cổ phiếu đồng ngành hay blue chip nó tăng trần hay giảm sàn nó tác động, các phiếu nhỏ và vừa nó sẽ mạnh hơn. Nên Tán Du không đánh giá cao cái
Lo ngại là về việc mà khuôn margin cổ phiếu nhỏ nó ảnh hưởng đến cổ phiếu lớn, tác động phiên giảm hôm nay. À, thì không biết anh Du có quan điểm gì về cái phiên tác động của cái phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Ngày trước khi mà bước vào thị trường ấy, có những phiên tăng mạnh giảm mạnh, thì cá nhân Dũng hay đi tìm cái lý do là tại sao phiên hôm nay tăng mạnh, tại sao phiên nay giảm mạnh. Và càng giao dịch nhiều thì mình càng thấy là cái việc đi tìm các lý do ấy nó cũng không hữu ích đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu mà người đọc cái quyển Black Swan ấy, cái quyển Thiên Nga Đen ấy, mới thấy là hầu hết các cái bài báo hay là các cái thông tin về thị trường ấy, nó được đưa ra sau những phiên thị trường tăng giảm mạnh mang tính giải thích, và cái diễn biến của bảng giá nó sẽ khiến cái tâm lý người ta sẽ giải thích theo chiều đợt. Ví dụ hôm phiên này là một cái phiên tăng chẳng hạn, thì một cái tin xấu nào đấy thì nó cũng là cái lý do người ta nghĩ là do cái tin đấy mà thị trường tăng. Nhưng ngược lại, đến nếu nó là một cái phiên giảm thì người ta nghĩ là do cái thông tin đấy hoặc khi nó khác giảm. Và nhiều khi vì một cái thông tin mà nếu mà người đọc hai bài báo, người thấy nó sẽ được diễn giải theo hai cái cạnh khác nhau. Và thì thường cái những người trading thì người ta sẽ hạn chế đọc thông tin thôi, thì cái tác động của thông tin đến đến hành động giao dịch ý, tâm lý nó sẽ tương đối lớn, và chấp nhận là những cái gì nó đã được tính toán nó sẽ phản ánh vào diễn biến của thị trường và diễn biến của cổ phiếu. Thì cá nhân Du thấy là kinh nghiệm từ xưa nay thì mình thấy là những cái giai đoạn mà thị trường nó sideways và nó khiến cái tâm lý người nó mệt mỏi, tức là nhiều cổ phiếu nó không đem lại lợi nhuận, có thể là chỉ cần những cái rung lắc thôi là mọi người cũng đã chán nản và chấp nhận là bán bớt. Vì có những người có thể là cầm cổ phiếu vài tuần nay không có lợi nhuận mà lại có thể dính thêm những cổ phiếu penny đó, mọi người lại bị lỗ, đâm ra cái tâm lý nó sẽ là ức chế, và nó chỉ cần một hai cái hành động của thị trường nó giảm 50 điểm, có thể cái tâm lý mọi người sẽ bị kích hoạt để mọi người bán. Không, cái đấy là cái điều mà mình thường thấy trong giai đoạn sideways, nó là hoàn toàn bình thường. Và có khi là bán xong một hai ngày sau thị trường nó tăng thì cái áp lực tâm lý mình lại phải giải ngân trở lại. Thì quan điểm của Du thì mình nên mua cổ phiếu, mình nên đánh giá kỹ cái góc độ cơ bản cổ phiếu, thứ hai là mình đánh giá góc độ kỹ thuật, mình chấp nhận những cái chiến lược cho nó. Ví dụ như chiến lược là vỡ nào đấy mình chấp nhận là mình thoái lui, và nó đạt kỳ vọng nào thì mình bán, để mình tránh những cái diễn biến tâm lý của từng phiên ấy. Thì có thể phiên nay giảm, phiên mai nó tăng, chúng ta lại tìm thông tin. Cảm ơn anh Du. Anh Phạm Thiên Quang có câu hỏi là phiên giao dịch ngày hôm nay khá giống thời điểm phiên ngày 26 tháng 3, cũng là cái phiên gần cuối quý, các công ty khoáng có chốt sổ margin, diễn khiến cho thị trường có những cái lực bán lớn, sau đó thị trường hồi phục và tạo đáy. Thì anh có hỏi rằng là liệu lần này cái diễn biến có giống như vậy không, thì anh có thể chia sẻ quan điểm của anh về câu hỏi trên không ạ? Thực ra về tính thời điểm nó khá giống nhau, tại vì nó rơi vào cuối các quý, tháng 3, tháng 6, tháng 9 thì hay có những cái diễn biến giống như thế đã từng xảy ra. Và cũng vài lần thị trường cũng đã chứng kiến những lần mà căng margin xong rồi giảm, sau đấy các công ty khoản mở lại margin thì nó lại tăng. Còn cái diễn biến lần này nó có giống như thế không, thì cá nhân Dung nghĩ là mình không thể suy luận theo một cách nó giống hệt nhau như thế được. Và mình chấp nhận những cái diễn biến đấy nó sẽ phản ánh ở trên thị trường trong một vài phiên tới, và chúng ta chấp nhận cái kịch bản thị trường có đi theo hướng nào, chúng ta hành động theo thôi. Cái dù thì vẫn đặt một kịch bản nó lạc quan thị trường, tức là một cái kịch bản nó tích lũy ở trong cái triangle này và nó break lên, mà mình nhìn theo những cái góc độ thông tin và những cái góc độ dòng tiền về thị trường. Còn ngắn hạn thì khó để đoán được là cái phiên tới hay là vài ba phiên tới thị trường nó sẽ diễn biến theo đúng những cái nó đã lặp lại trong lịch sử hay không. Thì có thể thì những cái thông tin chúng ta biết nó chỉ là bề ngoài, còn có thể có những cái thông tin nào đấy khác bên trong mà các cá nhân hay tổ chức lớn người ta đang bán và người ta lo sợ thông tin đấy mà chúng ta không biết. Thì đã rất nhiều lần trong quá khứ Du đã từng dùng những cái mô hình lịch sử, tức là những cái thông tin xảy ra trong quá khứ và mình kỳ vọng nó sẽ lặp lại, nhưng mà sẽ nhiều lần nó sẽ không lặp lại, tại vì nó có những thông tin khác nó lớn hơn, nó tiềm ẩn bên trong, nó khiến cho cái quỹ, các tổ chức lớn, các cá nhân lớn người ta ra các quyết định. Cá nhân Dũng nghĩ là trading là việc mà chúng ta tuân thủ và hành động thôi, còn đoán trước thì nó chỉ mang tính là chủ động trong cái hành động thôi, còn kể cả có đoán trước thì nó phải kịch bản, nó vẫn phải break out lên thì chúng ta với tin tưởng là thị trường nó bước vào một xu hướng tăng mới, còn nếu không nó vẫn là sideways hoặc suy giảm, thì ta nên đợi thôi, không không nên cố đoán, việc nó khó như vậy.
Cảm ơn anh. Có khách hàng Tân Triều có hỏi về cổ phiếu VGT và PVS theo chiều giữ ạ. Không biết anh Du có quan điểm gì về hai cổ phiếu này không ạ? VGT với cổ phiếu này em ơi. PVS ở chiều giữ ạ. PVS à? Vâng. VGT thì từ tuần trước đã có vài buổi Du livestream trả lời các khách hàng, thì rất nhiều khách hàng hỏi cổ phiếu này thì Du đều khuyên là bán rồi. Vì cái diễn biến của cổ phiếu này nếu mà nhìn thì nó là hai cái đỉnh từ tháng 1 đến tháng 9 đúng không ạ? Tức là hai cái đỉnh to này. Trong khi nếu mà nhìn mẫu hình nhỏ hơn thì nó là hai cái đỉnh nhỏ trong 2 tuần. Và thêm một cái yếu tố nữa thì nó đã phá vỡ cái kênh giá ngắn hạn rồi, nó không do để giữ cả. Trong đấy các cổ phiếu cùng ngành của nó thì ví dụ như TCM hay là TNG thì nó cũng giảm được, nó cũng đã tương tự là nó cũng 2 đỉnh mà nó giảm, nó không có cái yếu tố nào để ra mà mình kỳ vọng là cổ phiếu này nó ngược dòng đi lên cả. Cái Dung nghĩ là cái thời điểm bán tốt nó đã qua rồi, nếu mà bán bây giờ thì là bán đuổi, thì tất nhiên là phải đợi các cái hồi để bán thôi. Bán đuổi thì đôi khi nó hồi lại chúng ta lại thiệt hại. Nhưng thực sự Dung nghĩ là những cổ phiếu mà nó đã thoái trào thì mình tốt nhất là mình bán càng sớm càng tốt, mình tránh cái trường hợp mình để mình bị cuốn theo cái chiều giảm của cổ phiếu. Vì đã nhiều lần trong quá khứ dự kiến những cổ phiếu nó tăng như nào nó giảm thế rồi. Và cổ phiếu VGT thì cá nhân tôi thấy là cái diễn biến của nó không phải theo cơ bản, vì cơ bản của doanh nghiệp này nó không có gì chuyển biến, và nó phụ thuộc vào cái thông tin thoái vốn thương với phần vốn của họ đang nắm giữ. Cái bên mua thì mình không rõ vào cái thời điểm khi nào nó xảy ra cái thương vụ đấy thì rất là khó đoán. Và trước đây Vingroup là cái cổ đông lớn ở trong VGT, thì thấy trong năm vừa rồi Vingroup tỷ trọng ra ra là cái việc đoán cái người mới mua là ai và khi nào nó xảy ra rất là khó, và nó phù hợp với cái người nắm được những cái thông tin như thế thôi. Nếu mà chiếc đinh thuần ở khía cạnh phân tích kỹ thuật thì các anh cũng thấy là cổ phiếu hợp để nắm giữ giai đoạn này. Cổ phiếu tiếp theo là PVS đúng không em? Đúng rồi. PVS thì trong 2 tuần qua nó cũng không thể vượt được cái giá 288, và đây là chiều cổ tức rồi thì nó còn khoảng 278, 28 đúng không ạ? 278, 279. Chúng ta thấy rất nhiều cái nến nó cứ lên đây là nó bị bán dội xuống rất là mạnh. Và thực tế nếu mà chúng ta nhìn thì nó cũng chưa quá xấu, nếu mà chúng ta nhìn nhìn bao quát của cả một xu hướng của nó, xu hướng hạn thì vẫn tích cực và xu hướng ngắn hạn thì nó cũng breakout cái kênh giá giảm và đang coi như trong vùng tích lũy. Thì nếu mà nó vỡ cái vùng tích lũy này chúng ta buộc phải bán đâu. Nếu mà anh là người theo xu hướng thì anh Dung nghĩ là vẫn giữ được. Nhưng mà cái kỳ vọng thì khi nào nó phải break cái kênh giá trên, break cái chỗ 28 giờ chịu tức rồi đúng không? Nó mới có một cái triển vọng lên lại đỉnh cũ hoặc là có thể vượt. Mà chúng ta cứ đặt một cái triển vọng lên lại đỉnh cũ. Hiện khối lượng giao dịch khoảng 3 phiên gần đây thì nó không quá lớn. Nếu mà chúng ta so với cái quá trình giá cổ phiếu nó lên, nó cũng không quá đột biến. Mấy hôm nay chỉ mấy triệu thôi, chưa có gì quá tiêu cực cả, có thể là giữ tiếp được. Và chúng ta chấp nhận bán thì nó vỡ mốc 25 đúng không ạ, 25.3 thì đóng cửa vỡ một đấy thì ta chấp nhận. Có những người phù hợp theo trend ấy. Hiện tại nó cũng chưa quá tiêu cực. Còn nếu như với những người chết đinh mà T cộng, đinh ngắn trong T3, T5 thì rõ ràng cái cơ hội bán nó qua mất rồi, thì vì có quá nhiều phiên nó chạm lên một cái kháng cự nó không vượt qua thì nó lùi lại với những cái nến rất là xấu thì thường chúng ta phải cân nhắc bán. Cảm ơn anh Du. Thì Linh chia sẻ thêm một chút cái quan điểm của Linh. Thì rất nhiều các nhà đầu tư khi tham gia thị trường đều có cơ đều nghĩ đến cái việc mà cái chiều có lợi nhuận, mà rất ít khi mà nghĩ đến cái chiều mà cổ phiếu đi ngược lại với cái dự đoán ban đầu, tức là cổ phiếu bị thua lỗ. Chính vì thế, để hạn chế cái tình trạng mà bị gần như là bị động trong cái việc cổ phiếu nó đi ngược lại với cái chiều mà mình kỳ vọng, anh chị có thể sử dụng những cái bộ lệnh điều kiện của công ty chứng khoán VN-Direct. Thì công ty chứng khoán VN-Direct là công ty chứng khoán mà có một cái bộ lệnh điều kiện là gần như là đầu tiên trên thị trường. Anh chị có thể sử dụng những cái bộ lệnh điều kiện đấy để anh chị đặt trước cho mình những cái lệnh cắt lỗ, để đảm bảo rằng là nếu có những cái biến cố xấu nó xảy ra thì cái khoản lỗ của anh chị nó cũng được giới hạn. Thì đó là một cái mà Linh chia sẻ thêm với anh chị về cái bộ lệnh cắt lỗ để chúng ta sử dụng trong trong giao dịch chứng khoán, sao cho nó hạn chế được những cái thua lỗ của mình. Có anh Thiên Du có hỏi về TTA. TTA này không biết là cổ phiếu, chắc là cổ phiếu, anh Du có trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu này như mới biết năm ngoái, thì ra cổ phiếu này thì
Cái Du thấy là cái lịch sử giao dịch của nó rất là dị và mình cũng muốn phân tích. Thế nó không có tính tự nhiên lắm. Thấy những cái đợt giảm nó kỳ dị, rất là mạnh. Và những cổ phiếu này trên đỉnh thì cái xác suất mất tiền nhiều hơn là cái xác suất được tiền. Và cái lịch sử niêm yết thì nó rất là ít. Diễn biến thì từ khi lên sàn đến giờ toàn thấy càng ngày càng xuống thôi. Phù hợp với cá nhân trên đỉnh đâu. Cá nhân Du nghĩ là mình đã gặp quá nhiều những cổ phiếu như này rồi và nó đều là những vấn đề bên trong hết. Sau này chúng ta nhìn lại vài năm nữa, chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nó rõ. Còn khi nó mới lên sàn, chúng ta chưa nhìn rõ, nhưng mà cái diễn biến của nó, cái cách giao dịch của nó thì các anh thấy là nó tự nhiên là Chia sẻ một chút về cái những cổ phiếu dạng như TTA này, thì anh chị nhìn thấy rằng là anh chị quan sát các đồ thị kỹ thuật, anh chị sẽ thấy rằng là cái giá cổ phiếu nó bị được tạo lập một cách nó khá là rõ ràng. Bên cạnh đó cả về yếu tố về mặt khối lượng nữa, do đó thì đặc biệt là nhà đầu tư chúng ta nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà nó có cái yếu tố tạo lập về về mặt cung cầu trên thị trường này, bởi vì những cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia những cổ phiếu này nó sẽ ra khá là lớn, đặc biệt là những có những cổ phiếu trong lịch sử đã có những cổ phiếu mà giảm sàn đến mấy chục phiên giảm sàn không thể bán nổi, thì nếu mà chúng ta dính vào một cổ phiếu đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tài khoản của mình. Do đó anh chị nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà nó có cái yếu tố tạo lập giá đó. Chị Vân Anh có hỏi về chiều giữ cổ phiếu CLE, TDM, MBB và Hòa Phát, thì không biết anh Du có quan điểm gì về các cổ phiếu này không ạ? ra cá nhân Du thấy là những cái cổ phiếu nào trong năm qua mà nó tăng vốn xong ấy, chưa thưởng xong ấy. Chỉ có mấy cổ phiếu ngành chứng khoán thì cá nhân Du thấy VND thì lên này, hoặc như SS lên này, MVS lên, còn lại những cổ phiếu ngành khác ấy, hầu hết là sau những phiên chia thì nó rơi đúng không ạ? Ta thấy Hòa Phát này đúng không ạ? Sau cái phiên chia tách tăng vốn thì đấy thì rơi rồi. Một loạt cổ phiếu như thế, ngân hàng thế đúng không ạ? Hay công thương thế thì quan điểm về CRE thì cá nhân Du thấy là nó cũng có một cái đỉnh ngắn hạn rồi và nó cũng đã hoàn thành xong cái việc tăng vốn rồi. Cái động lực để giá phiếu tăng trong ngắn hạn nó sẽ không lớn đâu, vì sau quá trình tăng vốn thì lợi nhuận nó sẽ phải tăng trưởng vượt trội lại để nó bù đắp cái phần vốn tăng thêm ấy. Và cái xác suất để vượt cái đỉnh này trong thời điểm này cuối năm thì cá nhân Du đánh giá nó không cao lắm. Lượng hàng thoát ra trong mấy cái phiên sau tăng vốn là tương đối lớn, lớn rất nhiều so với trung bình, và nó cho thấy là người ta cũng đã thỏa mãn cái việc giá tăng rồi. Thì cổ phiếu này gắn giúp không giữ, mời nó quá nhỏ và nó diễn biến nó rất là phập phù, diễn biến nó nếu mà giữ lâu dài nó phù hợp với đầu tư hơn của cổ phiếu này, nó không phù hợp với trading đâu. Thì ta thấy là những cái diễn biến nó rất là nhanh và ngắn và nó thường trả lại hết những gì nó tăng sau một những cái đợt tăng, nhưng mà nếu mà giữ dài ta thấy nó sẽ dịch chuyển dần dần đi lên với cái đáy nó dần ngày càng cao hơn, vì đó là ngành nghề thiết yếu thì nó phù hợp với đầu tư hơn. Còn trading thì không, còn ở khía cạnh đầu tư cái anh Dung nghĩ là nó vẫn chưa có vấn đề gì cả, thậm chí nó đang ở cái vùng hỗ trợ, không nên bán đuổi vùng này. Còn cổ phiếu nào anh Linh nhỉ? MB à? Cổ phiếu MBB ạ, MB và Hòa Phát ạ. MB Hòa Phát thì MB thì cũng trao đổi với các anh chị trong mấy buổi tuần trước thì cá nhân Dung nghĩ nó sẽ có xác suất nó tiến về cái kháng cự trên này thôi, 30 đến 30 năm. Nếu mà đang có thì các anh chị có thể kiên nhẫn giữ tiếp được. Và thực ra cái rủi ro nó sẽ xuất hiện nếu mà vỡ cái kháng cự cái hỗ trợ vùng 37 27 thôi đúng không ạ? Thì lúc đấy nó sẽ tạo những cái rủi ro và cái áp lực cho người nắm giữ, còn hiện tại nó vẫn là sideways trong một cái mô hình tam giác đang thu hẹp dần ấy. Thì cái hỗ trợ 27 và kháng cự nó ở 30 30 năm và hiện tại nó cũng quá nhiều âm lực. Chúng ta thấy là cái phiên giảm điểm hôm nay thì khối lượng nó không quá lớn đúng không ạ? Chúng ta thấy nó trung bình của phiếu đâu đó thanh khoản khoảng 10 đến 15 triệu. Hôm qua thì nước ngoài nó mua hơi đột biến một chút là hôm thứ sáu, còn hôm nay giảm thì nó cũng bình, so với trung bình thì nó thấp hơn một chút, thì nó không có gì quá đặc biệt. Còn nếu như chúng ta đảo hai cái phiên giao dịch này lại với nhau thì nó sẽ tiêu cực hơn, tức là cái phiên giảm này khối lượng nó rất là lớn vượt so với phiên ngày hôm trước ấy, thì nó sẽ tiêu cực hơn. Còn anh cứ thấy là chưa vấn đề gì cả, có thể tiếp tục nắm giữ được. Hòa Phát thì cũng thế, Hòa Phát thì nó tích cực hơn MB thì vì nó đã tạm cái breakout được cái kênh giá giảm từ tháng 7 đến giờ và nó đang có cái xác suất nó hướng về vùng đỉnh cũ, thì với bối cảnh thị trường hiện tại nó có thể tiếp tục sideways thôi. Còn cái rủi ro xuống tiếp thì cá nhân nghĩ nó không có xuống thì nó không
cao lắm, vì nó có cái kênh hỗ trợ đâu đó khoảng 48 đến 50. Thì thường những cổ phiếu này nếu mà sau này nó đi lên và nó chạm đỉnh cũ nó không thể vượt được, đấy nó dội ngược lại thì cái tâm lý của những người nắm giữ nó, người ta sẽ thay đổi rất là mạnh, thì đấy người ta sẽ thay đổi cái kỳ vọng của phiếu này, thì còn đi lên vượt đỉnh thành cái kỳ vọng là nó đã có đỉnh trong năm nay mà nó không thể vượt được, thì người ta sẽ bán rất là mạnh, và thường sau những cái áp lực hai đỉnh thì cổ phiếu nó sẽ thoái lui rất là mạnh. Còn khi nó đang 50-50 này nó cũng chưa có áp lực đâu, và vẫn có những người đợi mua và có những người vẫn kỳ vọng lên, có những người tiếp tục nắm giữ nó. 3 tuần nay nó chẳng thấy đi quay sideways đi ngang là chính thôi, và nó vẫn là cái vị thế rất là đẹp trong blue chip cả góc độ cơ bản là bán, tại vì những cổ phiếu này còn bán thì mình không biết cụ nào thay thế nữa, đúng không? Nhất là chúng ta giữ thôi cho đỡ áp lực, thì bán xong một lúc thị trường lên chúng ta chọn khác còn khó hơn, mua vào thì khó nghĩ thôi, còn đang có thì giữ thì nó dễ hơn. Vâng ạ. Linh chia sẻ thêm một chút về câu hỏi, tiện câu hỏi của chị Vân Anh này về về khi nắm giữ cổ phiếu ấy. Thì khi anh chị xác định mình nắm giữ một cổ phiếu ấy, thì mình cũng phải xác định cho mình một cái mức gọi là mức giá dừng lỗ, tức là cái mức giá mà ở đó chúng ta sẽ thay đổi quan điểm, tức là chúng ta sẽ bán ra. Thì như thế cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu nó sẽ chủ động hơn, bởi vì rất nhiều khách hàng mà khi có hỏi về tư vấn ở chiều nắm giữ cổ phiếu ấy, mà khách hàng nhận được câu trả lời là tiếp tục nắm giữ. Tuy nhiên thì cổ phiếu nó biến động một cách nó kiểu thất thường, nó giảm ngược trở lại chẳng hạn, thì việc chúng ta sử dụng một cái lệnh dừng lỗ, đưa ra một cái lệnh dừng lỗ trước thì chúng ta sẽ hạn chế được cái trong cái trường hợp đó. Thì đó là quan điểm của Linh chia sẻ thêm với chị Vân Anh về trước là chiều nắm giữ. Khi chúng ta xác định chúng nắm giữ một cổ phiếu thì chúng ta sẽ có một cái mức dừng lỗ ở dưới để chúng ta đảm bảo rằng là không có cái biến cố nó quá lớn nó xảy ra đối với cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ. Anh chị An có hỏi về nhóm cổ phiếu bất động sản như Nam Long và Hà Đô thì hiện nay có điểm mua đẹp không anh? Thì không biết anh Du có chia sẻ với hai cổ phiếu này không ạ? Nam Long và Ra Hà Đô. những cổ phiếu này hỏi điểm mua đẹp chắc chắn là không rồi, ta thấy là Hà Đô nó chạm hà thành tạo thành hai đỉnh đang bị thoái lui, thì trong trường tích cực thì nó sẽ tích lũy trong cái hộp này tiếp, tức là nó vẫn làm cái hỗ trợ đâu đó khoảng ở gần 50 và kháng cự ở 60, biên độ 20%. Trong nhịp xấu hơn thì nó vỡ hộp này nó sẽ tiêu cực, còn ít nhất đợi khi nào nó phải vượt qua cái đỉnh hộp là vượt lại cái đỉnh cũ này, thì chúng ta mua với một cái kỳ vọng nó sẽ có một sóng tăng tiếp diễn ấy. Sẽ lúc đấy những cái kỳ vọng nó sẽ cởi mở hơn và chúng ta nhìn thấy những cái triển vọng nó sáng hơn, còn hiện tại nó vẫn đang là một cái rủi ro hai đỉnh ngắn hạn và nó chưa có điểm mua. Còn Nam Long thì cái như thấy nó cực hơn, Nam Long thì rất là tiêu cực đúng không ạ, đỉnh này nó hơi vượt qua cái đỉnh cũ một chút nhưng sau đấy nó dội cũng rất là mạnh, mức giảm nếu mà tính từ từ đỉnh đến mức giá hiện tại đâu đó khoảng 25%, và nó vẫn chưa có tín hiệu nào để ta mua vào. Nhưng mà cái cách giao dịch của Nam Long cá nhân Du nhìn thấy là trong nhiều năm qua ấy, thì thường mua khi nó về những cái hỗ trợ thì có thể là sẽ có lợi nhuận tốt hơn, và thường những người đánh mua breakout thì không quả đâu. Bản thân Du đã từng chơi nhiều lần rồi và mình thấy mình không hợp, mình thử đánh breakout chỉ lãi đâu đó khoảng 5-7%, mà nếu mà không chốt thì nó lại lù đù nó bỏ xuống. Cá nhân Du nghĩ nếu mà mình tin tưởng vào cái xu hướng Nam Long thì mọi người có thể cân nhắc ở cái vùng 39 đến 40 đúng không ạ, là giảm phiên nó có thể phải là cái kênh giá của nó tính từ 3 tháng 4 năm nay nó bắt đầu từ cái kênh giá này đâu, nó đang hoạt động từ tháng 2 giờ trong một kênh giá cái độ nghiêng nó rất là thoải, thì nó cho thấy là cái cổ phiếu này tăng giá rất là chậm và chết đinh nó sẽ rất là khó khi mà cái nó không có độ dốc lên, cổ phiếu nó trading với một độ thoải như này thì nó phù hợp với đầu tư hơn. Và thường muốn đầu tư thì giá mua tốt thì sẽ là những cái giá nó ở hỗ trợ bật lên, chúng ta không mua khi nó breakout đẹp như cổ phiếu khác nữa, chúng ta xác định là mua khi nó về kênh giá nó bật lên. Thì chị cứ xác định đặt một cái kỳ vọng mua vùng 38 đến 39 chẳng hạn, và chúng ta chấp nhận mua cắt lỗ là 10% thì là nó về vỡ 35 đúng không ạ, là một kỳ vọng nó vượt đỉnh này chẳng hạn. Nam Long được rất nhiều công ty khoản đánh giá tốt, và bản thân giúp thấy là công ty hoạt động nó chuyên nghiệp và bài bản ở phân khúc mà doanh nghiệp bất động sản tầm trung, nhưng mà cái cách trading nó tương đối khó và nó phù hợp với nhà đầu tư nắm giữ hơn, và mình thấy là cái hiệu suất tăng trưởng của doanh nghiệp quá mạnh, nó duy trì ổn định đều đặn hàng năm, nó tăng trưởng rất là chậm. Giả sử như mua ở vùng 38 và giả sử thì cái kỳ vọng lên lại 46 tức là 7 giá
phải giá là khoảng 15% đúng không ạ? Cắt lỗ ra để là 10%. Nói chung là nó cũng không quá hấp dẫn để chiến đinh. Nhưng mà đấy, nếu mà mua thì thà mua lúc mà nó về hỗ trợ, nó hỗ trợ chúng ta mua còn hơn là chúng ta mua sau này nó có đỉnh chưa chắc nó có lên. Còn những cổ phiếu bất động sản khác ví dụ DG thì rất là tiêu cực rồi, rồi hay đất xanh hay là Hà Đô thì đang 50-50 đúng không ạ? Rất nhiều cổ phiếu bất động sản nhỏ cũng rơi. Cấu hình chung của các phiếu mid-cap bây giờ là thế, nhà từ Liêm rất là xấu, vỡ cả kênh giá và vỡ cả cái hình, rất là tiêu cực. Và có lẽ chắc chỉ còn nếu mà bất động sản chúng ta nó còn mỗi HDC là đang chưa gãy đâu, nếu mà xét về mẫu hình đó là cổ phiếu nó vẫn vượt đỉnh và nó không vỡ và nó vẫn có kỳ vọng điều chỉnh đi tiếp chứ nó không rơi các bất động sản khác, nên thanh khoản rất là ít, đâm ra là cái việc mà áp lực cung của nó không nhiều. Và cái dù nếu mà chết đinh thì mình thích những cổ phiếu vượt đỉnh này hơn, tức là nó còn vị thế đi tiếp và nó chỉ bị cuốn thị trường, nó buộc phải điều chỉnh theo thị trường thôi. Thì khi nó điều chỉnh về vùng giá quanh 68 thì cân nhắc, thì thường breakout xong nó sẽ thành cái hỗ trợ, ta sẽ mua khi nó có những cái cục retest hỗ trợ nó không vỡ với khối lượng thấp ấy, thì đấy sẽ là một cái cơ hội mà cái du kỳ này nó sẽ thích hơn là một mà đang là cái áp lực giá xuống. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.